Công Phượng. Đánh đâu? Dứt điểm. Vào! Kỳ SEA Games đầu tiên của Văn Hậu. Bàn thắng đầu tiên của chúng ta được ghi do công của Văn Hậu. Một tình huống lộn xộn trước khung thành. Mọi sự chú ý hướng về phía của Văn Toàn. Và chỉ cần có thế thôi, Văn Hậu đã chấp thời cơ để trở thành cầu thủ U22 Việt Nam ghi bàn đầu tiên. Chơi thấp khi mà anh bị chăm sóc quá kỹ. Cú đá của Tuấn Anh. Come on! Đã kết thúc với một cú ra chân tuyệt vời của Tuấn Anh ở ngoài khu vực 16m50. Đó là một bàn thắng tuyệt vời. Và lần này bàn thắng tuyệt vời đã không đến. Văn Hậu rất khó chịu. Tỷ số là 2-0 cho U22 Việt Nam. Đó là Đức Trình. Tại sân chơi SEA Games rất có thể sẽ là một sự khởi đầu viên mãn. Có thể hiểu sự phấn khích của huấn luyện viên Hữu Thắng bởi đây là một tình huống dàn xếp và phối hợp ghi bàn rất hiện đại. Đức Trình cho thấy vì sao mình được lựa chọn để đá trung phong cắm. Văn Hậu cho thấy vì sao anh đã được bình chọn là một trong 11 cầu thủ xuất sắc nhất của châu Á tại U20 thế giới. Một bóng đến chân của Xuân Trường. Đường chuyền như đặt của Xuân Trường cho Đức Trình. Bóng liếm mép trên, xà ngang khung thành của TIMOR LESTE. Nếu không có xà ngang, nếu không có cột dọc thì tỷ số bây giờ có lẽ đã là 4-0 rồi. Tuấn Anh bị khước từ bởi cột dọc và lần này thì xà ngang đã phũ phàng khiến cho Đức Trình không thể lập cú đúp. Văn Hậu, cú đá ngay, tuyệt vời! Không còn nghi ngờ gì nữa, nhân vật của hiệp đấu đầu tiên là Văn Hậu. Điểm 10 cho chất lượng, đó là tất cả những gì chúng ta có thể nói về cú đá này của hậu vệ áo số 20. Và đây không phải là lần đầu tiên Văn Hậu có một pha lập công như vậy. Bóng đi liệng đầy khó chịu. Và tất nhiên thủ thành pha rồ của đội bạn không có một chút cơ hội. Rất chính xác của Xuân Trường. Công Phượng đây rồi chăng? Đúng là như vậy. Bàn thắng đã đến với số 10 của U22 Việt Nam. Đã quan tâm đặc biệt tới số 10 của U22 Việt Nam. Và khiến cho Công Phượng đôi lúc bị mất bình tĩnh và có thể hoàn ra điểm không tốt. Chúng tôi vừa nhắc tới sự phối hợp với hình ảnh của U19 Việt Nam năm nào thì bộ ba tấn công Tuấn Tài, Văn Toàn và Công Phượng đã tác hợp cùng nhau để tạo nên bàn thắng thứ tư cho U22 Việt Nam. Đây không phải là lần